Dạ, Bất Động Sản Long An xin chào quý khách hàng, cô chú, anh chị em gần xa đang xem trên kênh YouTube Bất Động Sản Long An. Hôm nay em review 3 nền đất thổ cư tọa lạc tại Lộc Hậu, Mỹ Lộc, Cần Giuộc, Long An. Mình đang đứng trên đường tỉnh lộ 835 nha. Đây là cái hướng mình về là về thị trấn Cần Giuộc nha. Đây, tỉnh lộ 835 nè. Mình đi thẳng là về thị trấn Cần Giuộc á. Mình rẽ tay trái á, mình là về thành phố Hồ Chí Minh nha. Còn cái hướng này à, hướng này là mình về ngã ba Mỹ Lộc. Đất mình thì nằm ở Lộc Hậu, Mỹ Lộc, Cần Giuộc. Còn cái hướng phía trước của mình á, là hướng đó mình review vào tới đất nha. Có tên đường là Cộng đồng Lộc Hậu nha. Rồi giờ mình review vào tới đất cho cô chú anh chị xem nha. Rồi, cô chú anh chị em theo chân mình review vào đất nha. Đường này là đường Cộng đồng Lộc Hậu nha. Từ 835 á, mình review vào tới đất á, tầm khoảng cây số à. Đất full thổ cư nha, ba nền liền kề luôn. Giá rẻ nhất khu vực. Khu vực này đang có tiềm năng cao nha. Nhà đông đúc nè. Đó. Rồi, giờ mình vô đất nha. Từ mặt tiền Cộng đồng Lộc Chung nè, mình đi thẳng vào đất nè. Đường vào đất á, thì đường bê tông 4m. Xe hơi vào tới đất. Từ cái vị trí đất mình á, ra tới mặt tiền Cộng đồng Lộc Chung này á, tầm khoảng 100m hả. Đó, từ mặt tiền này nha, mình review vào tới đất tầm khoảng 100m. Còn cái hướng này là mình đi thẳng nè, đi thẳng là ra ngã ba đường Mỹ Lộc, Lộc Hậu nha. Không, đường nè, đường thông thoáng nha, đường thông tứ hướng luôn. Đây mình quẹo cái cua cái ngay cái cột điện đó là tới đất của mình rồi đó. Đường này là xe hơi là chạy pha luôn đó, đất mình nằm ngay cột điện nha. Rồi mình tới đất mình rồi ha. Đất của mình là có cắm cọc nha, đầy đủ hết nha. Đó, trước đất mình có cột điện hết ha, có đèn luôn ha. Đất thổ cư nha, xây dựng tự do nha, sổ hồng riêng ha, ba nền liền kề. Đất mình có cắm cọc ha, lô này lô thứ nhất nè. Đó, từ cái cọc đó nha, qua cọc bên đây là lô thứ nhất, lô thứ hai cũng giống vậy luôn. Còn lô thứ ba là đặc biệt là nó
nó hai mặt tiền hẻm nha, nó mặt tiền đó chạy dài thẳng bên bên kia luôn. Còn mặt tiền này nữa là lô này, lô góc, góc góc hai mặt tiền hẻm. Lô này, lô đó, ba lô liền kề nha. Cái lô góc hai mặt tiền là lô này lô lớn nha. Dài là 21,5 m, ngang là 5,6 m nha. Cái lô này đó mình bán là 900 triệu. Còn cái lô hai lô này á, mỗi một lô thì giá 850 triệu nha. Ba lô liền kề luôn. Giá này là giá rẻ nhất khu vực nha. Giá này giá còn giá đầu tư nha. Thổ cư á, xây dựng tự do nha. Xây nhà bán, xây nhà ở là ok, lý tưởng luôn. Đất của mình là nằm tại hướng đông nha. Đất của mình là hướng đông. Ba lô liền kề đó. Hai cái lô này á thì diện tích ngang 4,3 m, dài 21,5 m. Hai lô này diện tích giống nhau. Còn cái lô góc hai mặt tiền này á là ngang 5,6 m, dài 21,5 m là 900. Còn hai lô kế bên là 850. Đất mình đường thông thoáng nha. Đó. Đi thẳng rẽ cái ra tới đường cộng đồng lộ hậu mặt tiền luôn. Đường thông thoáng nha. Khu này khu đang có tiềm năng cao nha. Quý khách hàng gần xa mua đầu tư xây nhà ở, xây nhà bán là ok luôn. Hướng đông. Ba lô nằm liền kề. Quý khách hàng mua một lô thì mình bán một lô, mua hết thì mình mua hết bán hết. Bên mình đang còn nhiều nền nha, nhiều nền đất thổ cư nha, full thổ cư hết. Đất vườn luôn, đất lúa luôn. Nhà luôn, nhà phố nằm trong khu khu dân cư.